bắt đầu nói nhé. Nói tên là... Tôi là Đàm Văn Đồng, đấy, thôn 10 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Thế thì vào khoảng 5 giờ chiều nay là chúng tôi... 3 giờ chiều nay là chúng tôi ở từ Bộ Tài nguyên Môi trường về đến nhà. Thì chúng tôi có ra thăm lại cái khu đất mà chúng tôi bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cưỡng chế ngày 24 mà chúng tôi đã rào lại và chúng tôi đã trồng cây. Đấy, thế chúng tôi ra thì trong đó là có 6 người chúng tôi ra để kiểm tra lại những cái cây chúng tôi đã trồng. Thế thì chúng tôi trên đường đi về đến vào đến chỗ nhà ông Tần, xóm 1, xã Xuân Quan rồi. Thế thì vào đến tận nhà rồi thì là một số xã hội đen. Một số xã hội đen của cái công ty Việt Hưng nữa. Đấy, công ty Việt Hưng nó thuê. Dừng lại đi, ở đây phải được phép của giám đốc bệnh viện mới được quay. Thế thì anh ra ngoài cổng cho em. Anh đi ra ngoài cổng cho em. Nhưng mà anh ơi, cứ là có cái quy định nào về văn bản về cái đấy không hả anh? Quy định thì ở đây tức là phải được sự đồng ý của giám đốc. Nếu như em muốn đến quay, em muốn đến làm phóng sự em. Sau khi mà chúng tôi về đến thôn 1 xã Xuân Quan rồi, thế thì cái một bọn nó khoảng độ gần 20 thằng. Đấy, nó toan cầm gậy mới cầm kiếm. Nó đuổi theo tức là 4 6 người chúng tôi. Thế thì nó đánh ông Đàm Văn Nghiệp là cứ gậy nó đập nó vụt. Thế thì sau khi tôi chạy quay lại tôi gàn thì nó đập tiếp tôi. Đấy, và sau khi đó là ông Đàm Văn Nghiệp chạy được vào trong một nhà dân. Đấy, thì chúng nó lại tiếp tục chạy vào nhà dân đó, nó lôi ra nó đánh tiếp. Đấy, nghĩa là máu mê bê bết ở tại cái nhà ông bà Loan xóm 1 Hoan. Thế thì qua cái vấn đề thế thì còn hiện nay là một ông cụ già hơn 70 tuổi là ông Bản, Lê Thạch Bản xóm 1 đang ngồi trong nhà uống nước. Đấy, chúng nó cũng chạy vào tận trong nhà, chúng nó dùng gậy chúng nó đập, bây giờ ông bất tỉnh. Đấy, đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Thế thì qua cái tình hình này thì ngay như bây giờ thế thì tôi đã được phóng viên quan tâm đến là phỏng vấn. Thì bây giờ bảo vệ bệnh viện Việt Đức lại không cho quay phim chụp ảnh trong bệnh viện phỏng vấn, thì tôi không hiểu cái lý do này là như thế nào.